chung cư Carina bất ngờ cháy lại, một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị thương. 12 giờ trưa nay 23 tháng 3, người dân ngụ lô A chung cư Carina đang trú tạm ở khu C thì bất ngờ có tiếng la cháy. Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài. Sau đó loa thông báo có cháy khu C và đề nghị mọi người di tản xuống. Công an, bảo vệ chạy lên phía khu C hỗ trợ đưa người dân xuống. Xe cứu hỏa đang vào khu C tòa nhà. Theo ghi nhận ban đầu, một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị thương. Đến 12 giờ 12, công an khu vực xác nhận sự cố do cháy máy bơm vì sáng giờ quá nóng. Hiện đã tạm thời xử lý xong, người dân từ tầng trên không di tản xuống nữa. Trước đó vào rạng sáng nay 23 tháng 3, tại chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra cháy lớn khiến 13 người chết, 28 người bị thương. Nhân chứng cho biết lúc xảy ra cháy, hệ thống báo cháy không hoạt động. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Phan Anh Minh cho biết, đã làm việc với pháp y và đơn vị liên quan, thu thập các dữ liệu liên quan. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu từ tầng hầm, khả năng do hệ thống điện của xe, nhưng cũng không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ. Tại hiện trường, hệ thống cửa ngăn cháy bị kê chặn ở tất cả các tầng, không đóng lại, nên khí độc và hơi nóng từ tầng hầm bốc lên tới tận tầng 14. Ngoài ra, theo nguyên tắc, khi cháy thì điện bị ngắt, hệ thống đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm phải sáng lên để người dân theo đó thoát nạn, nhưng một số tầng không có đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm. Vụ chung cư Carina, không có một tiếng chuông, giọt nước nào rơi xuống. Khói quá trời luôn, mà không có một tiếng còi báo hay tiếng loa phóng thanh, giọt nước nào rớt xuống hết trơn. Người dân ở lầu 11 lô A của chung cư Carina Plaza khẳng định. Để phục vụ công tác cứu hộ trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 13 người chết, lực lượng chức năng đã điểm danh các cư dân sinh sống tại đây và lấy lời khai của những người may mắn thoát nạn. Theo đó, nhiều cư dân tại lô A và lô B của chung cư đều khẳng định chuông báo cháy không reo khi xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra, đèn báo lối thoát, các vòi phun nước tự động cũng không hoạt động. Chị Bùi Thị Ngọc Anh, 40 tuổi, kể, khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi không nghe bất kỳ một tiếng chuông, tiếng còi hú gì hết. Nhưng chồng tôi ngủ ở bên ngoài, nghe rần rần thì mới lật đật mở cửa ra, thấy khói quá trời. Lúc này, chồng tôi mới đập cửa phòng máy lạnh, kêu mọi người chạy ra ngoài, ra thấy khói quá trời luôn, mà không có một tiếng còi báo hay tiếng loa phóng thanh, giọt nước nào rớt xuống hết trơn. Lúc đó mọi người ùa ra cửa thoát hiểm nhưng quá nhiều khói, nên tụm lại một chỗ. Có một anh trai còn bình tĩnh nên tìm căn nhà nào có mở cửa và có ban công, để mọi người chạy ra cho cứu hộ, chị Ngọc Anh nói thêm. Cư dân Huyền Nguyên Tòng cho biết có hỏa hoạn, con gái tôi đang gạt đồ kêu cứu thất thanh. Sau đó có anh chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tới giải cứu cả gia đình ra ngoài. Trong lúc chờ người cứu, tôi mở cửa ở ban công để thở do khói này độc lắm. Ông Tòng cũng cho biết, dù khói bốc lên nghi ngút khi xảy ra hỏa hoạn, nhưng không hề có tiếng chuông báo cháy phát lên. Một số cư dân khác ở lobby cũng khẳng định tiếng chuông, đèn báo thoát hiểm và nhiều tiêu chí an toàn khác của chung cư này không đảm bảo khi xảy ra vụ cháy. Vụ chung cư Carina, bảo vệ thường xuyên hút thuốc dưới tầng hầm. Theo những phản ánh mà cư dân chung cư Carina đưa ra, thang máy hay thường xuyên mất điện, các bảng quảng cáo không an toàn và thậm chí bảo vệ còn thường xuyên hút thuốc dưới tầng hầm. Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 3, tầng hầm ở chung cư Carina Plaza ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bùng cháy, khiến 13 người chết và 14 người bị thương, hàng trăm người dân bị mắc kẹt. Theo điều tra ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng hầm giữ xe của chung cư. Toàn bộ xe máy và nhiều xe hơi đắt tiền đang để trong tầng hầm cũng đã bị thiêu rụi. Phải đến khoảng 4 giờ sáng, đám cháy về cơ bản mới được khống chế. Tuy nhiên, thương vong quá lớn đã khiến sự việc trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Đám cháy lại một lần nữa dấy lên câu hỏi, liệu chung cư cao cấp ngày nay có thật sự an toàn? Và công tác phòng cháy chữa cháy ở các chung cư cao cấp đã được thực hiện triệt để. Theo nhiều nguồn tin, đêm trước khi xảy ra vụ cháy, hàng chục hộ dân đã gặp ban quản lý tòa nhà Carina Plaza để phản ánh một số vấn đề về an toàn cháy nổ và nhiều vấn đề khác mà họ đã bức xúc trong thời gian qua. Theo những phản ánh mà cư dân đưa ra, có 4 phản ánh chính. Thứ nhất là an ninh trật tự của chung cư đang không ổn, khi chung cư có quá nhiều người nước ngoài đến thuê. Thứ
Thứ hai là tường bị thấm khi trời mưa. Thứ ba là nước sử dụng hàng ngày bị ố vàng. Và cuối cùng là thang máy, hay thường xuyên mất điện. Các bảng quảng cáo không an toàn, và thậm chí, bảo vệ còn thường xuyên hút thuốc dưới tầng hầm. Cụ thể, thang máy thường xuyên gặp tình trạng mất điện và trôi tự do. Một cư dân từng kể lại sự việc chị này bị kẹt trong thang máy giữa tầng G và tầng hầm B suốt 10 phút, nhưng nút gọi cứu hộ không hoạt động, hotline không có người nghe máy. Chỉ đến khi có điện thì thang máy mới hoạt động trở lại. Một cư dân khác cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng chủ đầu tư phủ nhận sự việc trên. Bầu Đức phản pháo mạnh mẽ sau tâm thư dài dòng của ông Trần Anh Tú. Trước chia sẻ của ông Bầu Phúc sang Trần Anh Tú, Bầu Đức đã có những đáp trả của mình xung quanh vụ việc này. Cụ thể, vị chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, những gì mà ông Tú viết là lan man và không đi vào vấn đề chính cần giải quyết. Như chúng tôi đã thông tin, sau khi Bầu Đức tuyên bố sẵn sàng bỏ bóng đá, nếu VFF sắp xếp ông Trần Anh Tú làm phó chủ tịch VFF, người đang kiêm nhiệm tất cả hai ghế chủ tịch lẫn tổng giám đốc công ty bóng đá chuyên nghiệp VBF, thì tới lượt ông Trần Anh Tú đã có tâm thư gửi tới Bầu Đức. Tuy nhiên dường như câu trả lời này vẫn chưa làm hài lòng vị chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và trong tâm sự mới đây trên báo Thanh Niên, Bầu Đức tiếp tục có những quan điểm của mình liên quan chuyện bầu ban lãnh đạo VFF khóa mới. Ông Bầu Phú Núi nói, tôi chưa đọc tâm thư của anh Tú, chỉ nghe nói nhưng thấy không đi vào vấn đề. Người nói lòng vòng là không ổn. Mình làm anh đàng hoàng, cứ thẳng thắn vào vấn đề rằng ông Đức đúng hay sai, nên hay không nên làm vậy. Tư cách đó cần xem lại. Điều mọi người chờ đợi là kết luận ông Đức như vậy là sai hay đúng, và anh Tú phải nêu quan điểm ra. Phản ứng của tôi ở hội nghị ban chấp hành là dựa vào tình hình thôi, vì thế này sao chịu nổi. Tôi cảm thấy cần phải lên tiếng, để bóng đá được điều hành bởi những người đàng hoàng, tử tế. Tôi xác định tư tưởng mình sống thật, không làm bậy, thì cái nào không đúng mình phê bình. Đó là nguyên tắc chung. Tôi có quyền nói vì tôi không bao giờ làm gì sai. Chứ tâm thư của anh Tú tôi nghĩ chẳng có nội dung gì để đọc. Cũng trong cuộc nói chuyện này, Bầu Đức tái khẳng định không chấp nhận anh Tú ngồi vào ghế phó chủ tịch tài chính và tài trợ VFF. Bầu Đức cho rằng ông Trần Anh Tú hiện đang giữ 7 chức chủ tịch, trong đó có 3-4 chức có tầm ảnh hưởng lớn với bóng đá Việt Nam, như chủ tịch VBF, tổng giám đốc VBF, trưởng ban điều hành V-League. Do đó việc nắm thêm quyền phó chủ tịch tài chính, tài trợ VFF sẽ dễ dẫn tới việc tập trung quyền lực, dễ nảy sinh tiêu cực. Bầu Đức cũng công khai chỉ trích ông Tú là người ngoại đạo, không có câu lạc bộ bóng đá kể cả là hạng nhì trở lên, chưa từng tham gia bóng đá chuyên nghiệp, thì khó có thể chấp nhận việc làm một lúc nhiều chức vụ như hiện tại. Bởi vậy nếu VFF để ông Tú nhậm chức, Bầu Đức sẵn sàng nghỉ bóng đá ngay lập tức. Bầu Đức, Bầu Tú trúng cử, tôi cho Công Phượng, Xuân Trường nghỉ đá bóng ngay. Bầu Đức khẳng định nếu ông Trần Anh Tú trúng cử vào ghế phó chủ tịch tài chính VFF, thì một ngày sau sẽ cho Công Phượng, Xuân Trường nghỉ đá bóng ngay. Có mặt sáng nay tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai trò chuyện cùng phóng viên, Bầu Đức sẽ chia khá nhiều về việc thời gian gần đây ông phản ứng gay gắt chuyện Bầu Tú được đề cử vào ghế phó chủ tịch tài chính VFF. Ông Bầu cá tính của đội bóng phố núi còn phát biểu, nếu điều đó thành hiện thực thì sẽ cho những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn tạm thời nghỉ đá bóng một thời gian. Tôi khẳng định, nếu Trần Anh Tú trúng cử vào ghế phó chủ tịch tài chính VFF, một ngày sau tôi sẽ rút Hoàng Anh Gia Lai khỏi V-League, tạm thời cho Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội nghỉ đá bóng một thời gian. Làm chuyên nghiệp lâu rồi, nghỉ 1-2 năm cũng không sao. Và ngay sau đó, tôi cùng cấp dưới của mình sẽ tìm các đội bóng khác ở Nhật, Hàn hay thậm chí là Lào, Campuchia để tụi nhỏ được chơi bóng, không sao cả. Chủ tịch câu lạc bộ Mito Hollyhock đang ở đây, họ cần hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Nếu đi đàm phán, cho quân Hoàng Anh Gia Lai ra nước ngoài thi đấu, tôi tự tin sẽ có khoảng 70% người được xuất ngoại. Nhiều khi, các cầu thủ của tôi họ còn vui hơn vì được ra nước ngoài thi đấu. Cỡ như anh Tài còn chơi tốt ở Hàn Quốc, thì Văn Toàn hay Văn Thanh lo gì không kiếm được bến đỗ mới. Riêng Xuân Trường thì các câu lạc bộ Hàn Quốc luôn sẵn sàng đón nhận. Bầu Đức chia sẻ với giọng rất quyết đoán. Tôi là người lớn, chủ tịch tập đoàn, lời nói của tôi ảnh hưởng đến xã hội, và hàng ngàn nhân viên của Hoàng Anh Gia Lai, thì làm sao có chuyện nói cho vui, nói xong rút lời được. Thử hỏi, bóng đá Việt Nam cần Bầu Tú hay người hâm mộ cần Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn?
Nếu 6 tài năng của Hoàng Anh Gia Lai vừa góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam không còn ra sân ở V-League, Hoàng Anh Gia Lai không còn thi đấu ở giải này thì ai chịu thiệt? Các đội khách cũng mong có Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện, để khán giả đến sân đông hơn. Nếu chúng tôi rút lui điều đó còn hay không? Bầu Đức cho biết mình không giận hờn vu vơ, khi phát biểu sẽ cho công phượng. Xuân Trường nghỉ đá bóng nếu Bầu Tú trúng cử vào ghế phó chủ tịch tài chính VFF. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.